Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cả một đoàn anh em đi phượt ở trên phố. Hay gọi là biệt đội cầm phóng lợn, áo sói, áo đại bàng. Anh em nhìn thấy có chất không? Tôi còn đội thêm cả cái mũ cối đây. Áo sói luôn. Đi giày Jordan. Quá đỉnh luôn. Hôm nay có xe Way này, xe Airblade này, SH này, cả con Coupe về nữa. Wonder Ram thì tôi chưa mod được vào nên là đi tạm thế này thôi. Bây giờ anh em tôi lên đường luôn. Cho thanh niên áo sói kia, à đâu, thanh áo đại bàng kia đi còn cúp kia cũng được ấy. Nào anh em đi gọn ra, lên xe đi nào. Đây ông lên xe này đi. Đấy đúng rồi. Đây xong tiếp tục đến hai ông đi xe này luôn. Bốc cháy mấy con này đi xem bốc đầu gọi thôi luôn. Ủa, hai thanh niên này sao đây? Thanh niên Mikenko này chắc là cho đi con SH. Đấy, nhìn hợp lý ấy nhỉ. Lên. Thôi thanh niên áo đại bàng tranh mất SH rồi. Thôi con thanh niên Mikenko ấy đi tạm Everblade vậy. Thôi lên đi. Rồi, tôi sẽ đi con Way màu đen này. Con này bốc đầu cũng gọi là cháy luôn anh em ạ. Cháy phố luôn. Vừa vòng xem nào. Đấy, điểm danh xem nào, đủ chưa? Để con lên đường nào. Rồi, chắc là lên đường thôi. Ơ, thanh niên kia có việc gì đây? Ui giời. Sao lại gọi mẹ? Cầm phóng lợn ngay chạy ngay, tuổi gì đâu. Tôi đã bật góc nhìn thứ nhất lên đi. Rồi, lên đường thôi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ cho từng đứa đi một. Rồi, thanh niên đi cúp dẫn đầu rồi. Tiếp theo là thanh niên kia. Thanh niên đi Way. À kia, thanh niên kia đi cái con Winner. Coi thanh niên thứ hai ấy, tôi mới nhớ ra. Rồi, lên phố thôi. Ai ôi. Yeah. Chưa mới đi được một đoạn đã xòe rồi. Này không được rồi. Cái con xe của tôi xong nó này. Ôi, con xe này ảo thế nhỉ? Chết rồi, tôi bị bỏ lại rồi. Anh em đi nhanh quá, không làm đợi tôi gì cả. Mẹ tăng hết tốc lực để đuổi theo thôi. Đi là không đợi nhau này, không ổn rồi. Tôi nghĩ là thanh niên đi cúp chắc là cũng đi trước đoạn xa lắm rồi. Nói rồi, tôi bốc đầu anh em xem này. Lên luôn. Bốc đầu cứ sợ đập ô tô. Đập vào lại xòe như lúc lấy thì chết. Bốc còn mượt luôn. Ô, thanh niên đi cúp kìa. Quay lại đợi tôi à? À đây rồi, tôi đã bắt kịp các thanh niên đây rồi. Ở dân chơi thì Mikenko nhìn chất thế nhờ. Anh em bán xem mà anh em mình hôm nay đã đi đâu chơi đi nhỉ? Chúng tôi vẫn chưa xác định được địa điểm sẽ đến. Chắc là hay là ra bãi biển tắm biển nhỉ. Anh em thấy được không? Ui sợ. Đây rồi, tụ tập đông đủ đây rồi. Anh em đi nhanh thế nhỉ? Ôi, cảnh sát đuổi tội phạm kìa. Quay lại đây, quay lại. Đây rồi. Vậy anh em chúng tôi chốt là sẽ ra biển để đi tắm biển. Ở lên phố đi phượt một tí thôi, xong rồi đi về tắm biển à. Quanh đâu. Đuổi theo với hai thanh niên kia. Trình độ lái xe của tôi gọi thượng thừa luôn. Rồi. Chưa gặp các chú cảnh sát giao thông mà. Không, các chú giật cho đi ở này vượt quá tốc độ rồi đấy các bạn. Ui ơi. Dân tổ mới gọi một cụ. Trong game này thôi chứ ngoài đời tôi cũng chả dám bốc đầu mới chạy đua kiểu này đâu. Ui ơi. Đâm luôn cả vào thanh niên kia rồi. Ngoài đời đi bốc đầu kiểu này thì chỉ có không một cái răng nào. Hồi còn sống tôi cũng hay chơi mấy cái trò này ở ngoài đời mà.
kể ra mà mấy dân tổ ngoài đời cũng vào game chơi này thì gọi là đỡ rụng răng, đỡ bị bắt. Mấy anh cảnh sát giao thông đỡ phải đi túm mấy thanh niên đua xe bốc đầu ở trên phố. Nhưng mà mấy thanh niên nó thích cảm giác thực cơ, chứ còn trong game này đua làm sao có cảm giác như ngoài đời được nhỉ. Cứ phải gọi hết nước chấm. Trong này bốc đầu cứ phải đi được một đoạn dài. Anh em trong 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 game anh em có rất là nhiều mạng, nhưng ngoài đời anh em chỉ có một mạng thôi. Chơi chết phát đăng xuất luôn. Trong này còn được cái chơi lại. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi bốc đầu bá cháy luôn. Đây rồi, ra gần đến bãi biển rồi. Các thanh niên gọi tụ tập ở đây cũng nhiều. Go go go. Let's go, let's go. Mày không biết đây đường nhà bố mày à? Đây rồi, anh em tập trung đi đâu nhỉ? Make in Việt Nam. Rồi, gần đến cái chỗ để gửi xe, anh em tôi sẽ gửi xe vào cái chỗ đấy rồi đi xuống tắm biển. Ơ kìa. Ui rồi. Pha đấy ở ngoài đời thì đúng thôi, đi luôn. Làm gì có chuyện đứng dậy được nữa. Ôi, con xe của tôi nó lại lần lộn lộn nháo lúc lưỡi rồi. Ui rồi, anh em mày đợi tôi tí nhá. Xe của con xe của tôi nó lộn kiểu này. hai thằng bạn tôi nó xuống nó xem xe của tôi, sao nó không dựng hộ xe của tôi lên nhỉ? Ôi ôi kìa, xe làm sao nhỉ, ảo thế nhỉ, cái con xe này nữa. Hai đồng chí dựng hộ đi. Rồi rồi dựng lên xe lên rồi, bây giờ sắp đến nơi rồi, anh em theo tôi nào, để tôi chỉ đường cho. Nó cứ phóng tít mù, không thèm đợi tôi gì cả. Làm tôi cứ bị tụt lại đằng sau ấy. Lên nào. Bốc đầu lên nào. Mấy thanh niên kia không bốc đầu theo tôi nhỉ? Mấy thanh niên kia làm sao đủ trình được? Tôi đẳng cấp luôn trong trong nhóm mà. Ui. Mình đi ngược chiều ấy. Đây rồi, đến nơi rồi, đến nơi rồi. Ôi ôi, đến bãi gửi xe rồi. Ui ôi, hạ cánh an toàn. Rồi, đến nơi rồi. Chắc tôi dừng video tại đây rồi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Đợt sau mình đã gọi là gọi nhiều thanh niên ra đua cho sướng. Hôm nay test xe rồi. Ui ôi, niên này đi kiểu gì ấy, cất xe vào đi rồi xuống biển khổ quá.